Mấy con gà đâu rồi? Tới giờ ăn thóc rồi. Olaf biết uy tín tạo nên thương hiệu. Sau lúc đặt tên in game, anh không lấy tên là Cường Thất Sơn thì bây giờ liên minh đã có giai thoại về một vị cao nhân đi mít chứ không có ai gọi anh là Cùi Bảy Lướng cả. Thất Sơn nghe không ngay. Với lại anh muốn có số 7 em đúng không? Tại vì nó là cái tên mà mọi người hay gọi ông ngoại anh, đúng không? Hồi xưa người ta hay kêu ông ngoại bà ngoại anh là ông Bảy bà Bảy, bà Bảy bánh bò với lại ông Bảy mập, cho nên anh muốn số 7. Mời Olaf đi. Đó, ra hành gà cái ly ha, ra mình hành gà nó. Lâu lắm rồi không đánh con này chứ. Anh em qua kênh Hà kêu Hà qua coi bắt đánh Olaf nè anh em. Ủa Akalikator Olaf hả? Mẹ không? Nhưng mà mấy mày gà mà, mình hành gà nó. Ui rồi ôi, kim cương rách. Gửi mẹ tao mày. Ủa mày hơi bị gầy đấy. Cùi Bảy Hướng. Phải nó cái nữa. Giờ đi nha mấy ní. Đó. Nói gì đi. Ê. Đánh nó thường nó cái, đánh thường nó cái. Trời ơi, má sao được lát ta. Chả gắn luôn không? Mẹ level 3, level 4 mày ơi. Đó luôn. Qua luôn nè. Ê, cái nen xuống rồi Hoàng. Né quy là đẹp. Rồi lát đi chó. Tròn. Ở đây em lát né quy là sống rồi mà Hoàng. Ở cái quần què gì đấy. Ừ tao lát tao chạy. Chết mẹ. Tôi dí không luôn nha. Bất điên mất khùng nha. Má phải đầu thọt quá. Mà không sao, mình nằm này được. Mình đã quen với cái việc chơi game thọt rồi anh em à. Tại vì mình đã có quá nhiều giai đoạn mình phải hướng dẫn mọi người chơi game từ cái việc bị thọt để đi đến chiến thắng. Cho nên là mình đã quá quen rồi. Và hôm nay Mết sẽ hướng dẫn mọi người đánh con Olaf thua đường. Chấp đối phương một level cùng với đó là hai điểm hỗ trợ. Chúng ta sẽ cùng nhau để lật lại cái game này nhé. Đầu tiên các bạn phải farm lính cho thật là chuẩn. Các bạn có thể thấy đấy. Tôi thì không farm được chuẩn lắm. Đấy, các bạn thấy không nào? Xe là chúng ta không được mít nhá, vì xe cho chúng ta một cái lượng tiền khá là lớn. Trời ơi, sao em không đây, sao em chạy ra đây? Má nhắn rồi mày. Mày sao mày. Chữa cháy cho thằng em ngay. Akali có lẽ nha Hoàng. Vâng. Đây là hết rồi chưa nhỉ? Đây là phải anh nhìn nhau. Chưa rồi. Mà đến chán vậy? Chưa gì, con lao vô mẹ rồi. Ôi! Ê! Ê! Ê, cuốn nhỏ. Rồi, Hoàng ơi. Hoàng ơi. Anh biết mai này mày về thăm anh.
nhìn nếu không về bạn bè thương mong ghê á à, ghê. Ôi pha nó né được cái quy nữa là highlight mẹ rồi. Ôi 3-2 rồi kìa. Rồi rồi nè, Riot đánh giá người chơi này thấy không? Kêu thưởng ngay. Đầu của Olaf kêu thưởng 300 berry. Ủa vậy nếu như trong Vanby nó có cái trái berry berry nomi thì nó sẽ là cái gì? Câu hỏi có vẻ câu hỏi mình đi hơi xa nha. Rồi 300 berry mà thua Chopper, Chopper có 50 rồi mày ơi, mày có tua hay gì á? Rồi. Ăn được. Ơ dạ. Ủa sao con Olaf bị CC ta? Khoảng. Anh á? Ừ. Anh bật rồi đâu? Ủa? Ờ, anh đâu rồi? Ủa anh bị cái gì vậy? Ủa tao làm gì vậy? Ghê vậy? Ghê, ủa xong cái nen này mạnh vậy? Ủa xong cái nen hôm qua tao đánh yếu nhớt vậy? Nó rửa đồ chạy. Nè, bây giờ cái nen nó tò mò nè. Thấy tên ti nè, thấy không? Đó. Tên ti phong lính. Đứng trong bụi đó. Tò mò lắm. Thấy không? Tôi nói người Việt Nam mà đúp lên sóng nè, thấy không? À, ê! Xe miếu vô hàng, tên ti mẹ đi. Đó. Tên ti làm gì? Anh không chạy đi. Anh ơ kìa, anh dụ nó mà, sao chạy là sao? Thì nó đứng trong bụi rồi mà, nó đứng gần em là chết rồi mà. Thấy không? Thì lỗi anh à. Cái nên kiểu thế anh vợ anh ti là tao nói mày nước miếng trong miệng nó chảy ròng ròng đó mà. Ê, để con ti hoàng, bình tĩnh. Chưa có, em chưa có. Thì đợi mà. Anh được. Vô nè. Ê, ăn qua đó. Ăn hoàng. Được. Cái nen với lại blitz răng mà, nó đâu có cái gì đâu. Ăn đi, anh che, kéo cho anh có anh ti. Em vào đâu đi mà. Ừ ha. Trời ơi, ủa tao chết rồi hàng ơi. Biết gì tao lại, tao tự chiến mẹ rồi. Yumi sắp có R kìa, cố lên. Ờ tao anh chết được, anh lag qua tường mà. Anh lag nhưng mà nó đốt đứt anh. Qua đó quên Angleter ơi, tính kiểu gì á. Anh em thấy mất đánh răng kim cương như đi chợ không? Đánh Olaf mid, nắm tên mid như đi chợ. Ăn đồ. Hiểu lắm. Đó, anh em thấy mất không? Quá, đánh ra vào đúng lúc, đúng người. Rõ ràng là phải end rồi mini. Ê chết mẹ. Ừ, hên quá coi đó. À. Olaf biết uy tín tạo nên thương hiệu.
đánh cô lắm mít, chấp đối phương một level vẫn win được. Nào, uy tín mà, kênh uy tín, kênh kỹ năng.